Chào, chị đây là trẻ yết. Chị sẽ học bài. Bài trẻ các em biết đây chị chưa? Chị nghĩ là em biết rồi. Bài chị sẽ nói. Bài chị đây là đúng nha. Để các em sao biết chưa? Rồi, bây giờ okay, chị sẽ biết. Bài 3. Ngày hôm qua đâu rồi? Bài số 1. Điền vào chỗ trống từ ngữ chỉ sự vật phù hợp với mỗi bức tranh. Rồi bức tranh này là ai đây? Cô giáo. À, cô giáo thì viết ở dưới là cô giáo. Còn bức tranh số 2 là gì? Là học sinh. À, học sinh. Sách. Rồi, học sinh tiếp theo là sách. Mà chị sẽ cho ghi sách. Quyển sách cũng được, ghi sách cũng được. Sách. Tức là đây là quyển sách đó. Sách. Rồi, bức tranh tiếp theo là gì? À, là bút mực. Rồi, bút mực. Nè. Bút mực hả? Dạ. Bút mực. Cũng đủ nha, mà chị mà hay nghe thì thôi. Bút mực. Rồi, bức tranh số 5 là cái gì? Bức tranh số 5 là con mèo. Rồi, ghi con mèo. À, con trâu. Có còn biết trâu không? Biết con trâu đồng hành chứ. Biết trâu không? Ai biết là cái gì? Nó là con vật mà. Như là con trâu. Trờ. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo. Số 7 là gì? Số 7 là cây dừa. Rồi, cây dừa. Rồi, cây gì? Số 8. Là cây cà. Cây cà. Rồi, bài 2. Đánh dấu tích vào cái ô mà trước câu dùng để giới thiệu. Giới thiệu vậy cái ô thứ nhất là giới thiệu gì? Rồi, đó, đây là gì? Câu này. Rồi, con đọc câu này nghe coi. Bây giờ chị sẽ đọc cho em nghe nhé. Bây giờ đây là chữ em. Em là a la hiền là đọc hết câu. Em là gì? Em cần đó liền. Em là học sinh lớp 2. Tiếp theo. Em rất thích học bơi. Tiếp. Em đang tập thể dục. Vậy thì cái câu nào là giới thiệu? Chính là câu 1. Rồi, đánh dấu vào. Rồi, bài 3. Bài 3 là viết 1 đến 2 câu giới thiệu bạn cùng lớp với em. Ví dụ như bạn Ánh,
Bạn Ánh là gì? Nấm. Rồi bạn Ánh sao? Hả? Bạn Ánh là tổ trưởng tổ em. Bây giờ mình viết câu khác. Là bạn gì? Rồi viết câu khác, bạn gì? Bạn. Mình thích bạn gì đó, ví dụ như bạn của mình tên gì thì mình viết ra. Viết hoa nha. Viết hoa chữ y dài lên. Viết hoa giống y mẹ hả? Không biết, viết sao viết. Viết chữ bự lên. Rồi bạn Yến. Sao nữa? Vừa viết vừa đọc lên coi nào. Viết xịt ra. Người ta in cho nên người ta viết chữ nhỏ được. Còn mình viết chữ thì mình phải cứ lùi ra, đảm bảo là đủ chỗ. Bạn Yến là. Là. Đội. Lớp. Lớp đi, người ta cho tổ rồi, giờ mình cho lớp. Là lớp. Lớp gì? Lớp mà sao viết thành lớn? Kéo dài cái chữ kia ra. Lớp gì? Lớp trưởng hay lớp phó? Có lớp phó không? Ở trường không có lớp phó không? Con mẹ ấn lớp trưởng lớp mấy? Lớp. Con đang học lớp 2B thì con ghi là lớp 2B. Chữ B viết hoa lên. Rồi lớp 2B. Rồi xuống hàng. Tiếp theo. Bỏ một dòng đi. Viết dòng dưới. Bây giờ tới bạn. Bạn Quốc đi. Bạn Quốc mà hay. Bạn dấu chấm đâu, không có dấu chấm nên nó là chữ bàn. Bạn Quốc. Tên riêng viết hoa lên. Sắc. Là học sinh tinh nghịch nhất chẳng hạn. Học sinh. Để cái tay lên cho dễ viết lại. Tinh nghịch. Tinh nghịch. Dấu nặng. Nhất. Tức là không ai nghịch bằng bạn ấy chẳng hạn. Nhất đi xuống hàng. Xuống đây. Tinh nghịch nhất. Chấm. Rồi bài 2 là điền các chữ cái thích hợp vào ô trống.
Chữ này mình đọc bằng chữ cái là hờ, nhưng mà mình đọc là gì? Bên này đọc tên chữ cái là gì? H G I K, rồi tiếp tục E L, rồi M, rồi N, rồi gì? O, rồi ở đây điền cái gì? Bài 3 là điền chữ. Mới nãy chữ này mình viết là gì? D. D hoặc chữ ZH. ZH vào chỗ trống. Đọc coi. ZH này. Chỗ trống. Thời. Thời. Giờ. Gian. Biểu. Biểu. Rồi bạn này ngủ dậy xếp chăn, chăn gì? Chăn gối hay là gờ nào? Gờ này hay gờ này? Rồi 6 giờ thì bạn này xếp chăn gối. Rồi con điền đi, là điền chữ Z. Rồi mấy giờ đi học? Nhìn đồng hồ coi, mấy giờ đi học? Mấy giờ đi học? 7 giờ đi học. Mấy giờ tan học? 4 giờ đi học. Rồi. Rồi, mấy giờ bạn này tắm gội? 5 giờ bạn này gội. Rồi gội. Tiếp tục. Ăn tối lau bàn ghế lúc mấy giờ? Lúc 6 giờ. Rồi, ghế viết sao? ZH. Rồi mấy giờ đi ngủ? 9 giờ đi ngủ. Viết 3 tiếng có bắt đầu bằng sách như là gì? Nắm viết chữ gì, đọc lên coi nào. Quyển. Quyển sách. Phải cái tiếp tục đọc sách. Đọc sách. Mẹ nói con viết thư ra một chút, con đừng có viết dính chùm vô nhau. Kệ sao được, ít nhất cũng phải cách hai ô chứ, dấu của nó đâu. Rồi trang sách chữ tờ đâu, viết chữ tờ ở phía trước. Cho nên khi chúng ta viết, chúng ta trừ khoảng trống một chút, đừng có viết khít quá, nhiều khi mình sai mình khó sửa. Cách hơn một ô rưỡi, độ cao là độ cao. Sách chữ sờ con cao quá đó, nó chỉ hơn một ô rưỡi chút thôi. Sách B. Câu B là có tiếng học, ví dụ như là học bài. Rồi con chép đi, học gì? Và ai cần sao? Học gì? Học hành. Học hành. Đi đâu mất ta rồi? Chăm học. Mình đi ăn yên. Viết đi. Chăm học. Rồi học.
học sinh. Học sinh. Chấm, ba chấm, ba chấm nó còn nhiều nữa. Rồi bài 5, viết 1 đến 2 câu có từ ngữ của bài tập 4. Ở đây mình sẽ chọn trang sách. Rồi con viết đi. Câu gì? Sách tiếng Việt. Viết hoa, chữ cái đầu tiên là phải viết hoa. Chữ to là phải cỡ mấy ô ly? 3 ô ly. Mà khi mình viết mình cố gắng là gì? Lùi vào một ô. Sách tiếng Việt. Chữ đó viết hơi bé đó. Chữ tiếng Việt viết hoa. Con tập luyến đi. Luyến nó nối nét với nhau. Tiếng Việt. Mình luyến nó viết nó sẽ nhanh hơn. Không được đâu, con sẽ viết. Sách tiếng Việt. Viết số 2 vô đó cho mẹ. Số 2 nữa, nhiều khi là lớp 1, lớp 3 chẳng hạn. Mình viết số 2 vô. Sách tiếng Việt 2 có 156 trang sách. 1 kể nó. 156. Trang sách. Sách. Chấm. Là hết một câu đó. Rồi, câu số 2 mình chọn chăm học. Rồi ghi. Con bỏ một ô đi, con viết con bỏ cái ô đi, con viết ô số dưới này nè. Chăm học, ví dụ như em. Em chăm học. Để cô vui cũng được, hoặc là để ba mẹ vui. Hoặc là gì, em chăm học để trở thành học sinh giỏi. Nhiều câu để nói. Em chăm học để ba mẹ vui. Ít nhất là con phải cắt ra một ô rưỡi cho mẹ, cho nó thưa chữ một chút. Để ba mẹ vui. Nhìn nó thưa, cái vở nó mới đẹp được. Vui. Chấm hết. Rồi, cảm ơn bạn Nấm đã hợp tác. Rồi, chào tạm biệt. Chào tạm biệt các bé, xin gặp lại sau nhé.